Và đôi đặc biệt sẽ là cái đôi nằm ở cuối cùng. Ok, thì như các bạn chưa biết thì đây là bộ sưu tập của mình. Sẽ giới thiệu đầu tiên đó chính là cái mặt nạ này. Thì cái mặt nạ này thì đây là cái mặt nạ mà mình làm từ đôi Jordan 4 Alternate. Cái điều mà mình cắt nó ra làm mặt nạ đó chính là do là nó size 10. Nó là size 10 cho nên là mình không mang vừa nữa. Và mình cho nên là mình cũng làm cái mặt nạ và nó chưa hoàn thành. Thực sự là nó chưa hoàn thành, chỉ là cái mặt nạ như vậy thôi. Nhìn cũng rất là đẹp. Và đó là cái mặt nạ. Đây cũng là cái đôi mà Jordan 4 đầu tiên mình có luôn. Và mình đã cắt nó ra giá. Và đôi thứ hai mình sẽ show cho các bạn xem đó chính là đôi Jordan 1 Laser. Đây là cái đôi thứ hai. Mình là một fan của Jordan 1. Và nếu như các bạn nào chưa biết thì đó là mình là một fan của Jordan 1. Và đây là cái đôi mà thứ hai mà mình thích nhất trong cái collection. Đây là cái đôi mà thứ ba chứ. Cái đôi thứ ba mình thích nhất trong cái collection của Jordan 1. Thì mình đã có mình từ lúc mà mới bắt đầu giày á thì mình đã thích đôi này rất là nhiều rồi. Kiểu như mình muốn có được nó rồi này nọ, nhưng mà thì tới hôm đó là mình nhớ là hôm đó là tự nhiên mình thấy trên thần kinh giày á có một người bán đôi này. Đây là size 11. Đúng rồi, đây là size 11. Và bán khô còn rất là mới và mình nghĩ rất là steel nữa, cho nên là mình đã để dành tiền mà mua cho một laser. Mình rất là thích đôi này và mình mang nó rất là nhiều. Nếu mà các bạn không thấy thì nó bị nhăn phần này, nó bị gấp lại luôn. Mũi gãy rồi đế nó dơ, nhưng mà mình giữ cũng rất là kỹ và nên là nó cũng phải là nát lắm. Đây là đôi Jordan 1. Cái đôi thứ hai mình muốn giới thiệu các bạn đó chính là cũng là đôi Jordan 1 luôn. Thì đây là đôi Jordan 1 đôi Jordan 1 Leatherman. Thì đây là cái đôi không phải là mình mua, mà đây là cái đôi một mình được một người bạn tặng. Thì mình cũng rất là thích đôi này và mình rất là thích cái màu của nó. Kiểu như cái màu nó kiểu như rất là đơn giản và chỉ hai màu thôi, nhìn rất là tốt. Nếu các bạn nào chưa biết thì đây mình có, các bạn thấy 6.24 không? Thì đó, đây là cái ngày mà mình nhận được đôi này từ một người bạn đó, kiểu như là một ngày mà bạn nó mua cho mình, tặng cho mình. Thì mình rất là cảm ơn và mình đi đôi này cũng khá là nhiều và cái mũi nó cũng nhăn. Nghe đây thôi, còn cái mũi trên đây thì nó không, mình không biết tại sao nó không gãy, nhưng mà mình cũng giữ rất là kỹ và kiểu như không phải là phá nát nữa. Cái đôi thứ ba rất là đôi tư mình cũng muốn show cho các bạn, cũng là Jordan 1 luôn. Đây là cái đôi mà lúc mà mới ra được 2 ngày, mới ra được 1 ngày là mình đã mua. Thứ nhất mình mua nó tại vì rất là đẹp, cái màu rất là đẹp, phối màu rất là đẹp. Đây là cái đôi mà All Star. Đôi này đã sold out, kiểu như là lúc mà mới ra là bán hết luôn trên mạng. Và nhưng mà mình không hiểu sao rất là may mình tìm được cái chỗ nó bán đôi này, vẫn còn đôi này giá size 11.
mình khi mà mình biết được cái shop đó nó vẫn còn đôi này và bán như giá retail, mình đã chạy lên, mình đã đi hơn 2 tiếng để lấy được đôi này và mình rất là thích. Và cái đôi thứ năm mình show cho các bạn xem, đây là cái đôi mà mình xuống raffle. Thì nếu như các bạn nào follow mình, subscribe và theo dõi channel của mình nhiều thì các bạn cũng biết, mấy bạn cũng đã biết. Thì đây là đôi Jordan 1 Royal thì đây là cái đôi mình rất là thích, hiện tại mình đang rất là thích trong cái collection của mình. Tại vì thì các bạn đã biết là Royal One nó đã hit như thế nào và mình rất là vui khi mà trúng được cái raffle và mua với giá là 60 đô chứ không phải là 160. Thì mình có custom đôi này, chữ H ở đây và chữ H ở đây nữa. Đây là cái bộ collection, đây là cái đôi giày mà mình rất là thích trong cái bộ collection của mình. Thì đó là những đôi Jordan 1 mà mình có hiện giờ. Thì có đôi này với lại ba đôi hồi nãy mình show cho các bạn xem. 4 đôi Jordan 1 hiện mình đang có hiện giờ và mình đang kiểu như mình đang tìm deal của đôi Jordan 1 Red để kiểu như mình sưu tầm hết những bộ Jordan 1 của mình. Thì Red, Chicago, rồi Melo, Shadowback Ball, rồi còn rất là nhiều Jordan 1 mình cần phải có. Nhưng mà mình đang kiểu như mình đang work on it, trong cái tình trạng đang sưu tầm từ từ chứ không phải là mua một lần. Thì cái đôi thứ 6 mình muốn show với các bạn xem đó chính là cũng là Jordan, và đây là đôi Jordan 4. Đây là đôi Jordan 4 thứ 2 mà mình có trong collection của mình, Jordan 4 Royal. Mình có đôi này thực sự là đôi này mới ra được 2-3 ngày là mình đã cop nó. Mình rất là thích, thứ nhất là da lộn, đi rất là êm, đi rất là thoải mái, rồi không sợ bị gãy mũi này nọ, màu rất là khô này nọ. Thì đó là đôi Jordan 4 thứ 2 mình có. Đôi Jordan 4 đầu tiên. Thì cái đôi thứ 7 mà mình muốn show với các bạn xem đó chính là đôi này, Ultra Boost Pride. Thì đây là cái đôi mà mình hiện tại mình đang bán đôi này và mình chưa mang, mua về vẫn chưa mang và hiện tại mình đang bán, cho nên là đôi này size 10, cho nên là bạn nào mà có nhà ý thì cứ inbox mình chưa mang nhé, vẫn còn rất là mới, chưa mang và vẫn còn tag ở đây. Vẫn còn tag. Cái đôi thứ 8 mà mình muốn show cho các bạn xem đó chính là đôi Jordan, vẫn là đôi Ultra Boost All White 2.0. Thì đôi này mình mang rất là dơ, mình cày đôi này cũng rất là nhiều nữa các bạn, kiểu này các bạn thấy phần đây nó bị mòn. Mình rất là thích đôi này tại vì mang rất là thoải mái và mình luôn, và cái miếng lót bên trong mình đã lấy ra từ lúc mà mới mua, cho nên là miếng lót vẫn còn rất là mới và bên trong các bạn nhìn rất là dơ. Mình rất là thích đôi này, mang rất là thoải mái và không bị gì cả và mình cần phải vệ sinh nó lại. Cái đôi thứ 10 mình muốn show cho các bạn đó chính là đôi đây là cái đôi Chuck Taylor 2 và đây là cái đôi mà mình cày rất là nhiều trên đôi này. Và cái câu chuyện này á là cũng khá là vui, tại vì từ ngày mà đôi Chuck 2 mới ra mình đã cam đôi này, mình đã chạy từ quận 12 cho tới quận 7 ở Preston Mall đó, và mình đứng phải chờ, như mình lúc đó là hôm đó là đám giỗ ở bên nhà nội mình, là đám giỗ của ông cố. Thì mình và hai anh nữa ở bên nội đã bỏ, chỉ như đám giỗ người ta đang chuẩn bị này nọ, thì mình với một anh nữa
chạy lên tuốt tới quận 7, lúc 6, lúc đó là 6 giờ sáng, chạy tuốt lên quận 7, phải cam chờ 2 tiếng để có thể lấy được đôi này. À, thực sự đây không phải là sai của mình là size 10 nếu mà mang Convert, nhưng mà mình đã mang, mình lúc đó là hết size 10 rồi, cam mình đứng chờ người ta đã mua hết size 10 rồi, chỉ còn đôi này màu này size 9.5 và mình kiểu như thích quá rồi. Sao bây giờ người ta gọi là để lại số điện thoại đi, cái gì đằng sau người ta sẽ điện, nhưng mà kiểu như ok mang thử 9.5, mình nghĩ là ok chắc là mang nhiều nó sẽ giãn ra thôi, nên là đặt mua đại 9.5 và đúng là mang nhiều nó giãn và mình mang đôi này cũng khá là nhiều và mình rất là thích nó, đi đâu mình cũng mang, và đi pub rồi đi biển đi chơi rồi đi chụp hình shooting này nọ đều mang đôi này, cho nên là đôi này cũng rất là ý nghĩa đối với mình. Không, mình không biết là hiện giờ mình còn mang dừa đôi này không nữa. Cho nên là mình vẫn phải giữ nó. Đôi này thì hầu hết các bạn nào mà theo dõi mình từ lâu thì các bạn sẽ không biết là mình có đôi này, tại vì mình rất là ít khi nào mang và chỉ có người xung quanh trong nhà mình biết thôi, tại vì mình mang đôi này đi đám cưới này nọ, đi những nơi nào lịch sự. Thì đây là đôi LeBron đầu tiên mà mình có. Thì đây là đôi LeBron 10 Lifestyle. Mình mang đôi này để mình đi đám cưới, đi những nơi mà lịch sự này nọ. Và mình rất là thích, kiểu như mình mang đôi này mới một lần thôi. Đôi này size 10.5, size của mình. Đỡ ai xì cũng rất là chậm. Đi rất là thoải mái, rất là êm. Thì các bạn nhìn trong da của nó nè, bên trong là bằng da mà da rất là êm. Cái đôi 10 á, 11 á, giật má mình lú luôn rồi. Các bạn coi, các bạn nhớ nha, mình nhớ nữa. Thì cái đôi tiếp theo mà mình show trong collection của mình đó chính là đôi Russell Wayne. Thì đây là đôi Russell Wayne. Thì đó, mình không có gì để nói đôi này cả. Đây là đôi mình mua lại. Đây là đôi mình mua lại và Russell Wayne. Mình mua đôi này chủ yếu là để kiểu như mình đi chụp hình này nọ thôi, chứ mình cũng không thích mang đôi này cho lắm. Kiểu như ok mang để đi chụp hình chụp khu này nọ chứ dấp. Cái đôi tiếp theo đó là Vans. Thì Vans này thì các bạn đã biết là Vans gì rồi, mình mới có được cách đây 2 hôm. Thì nó Vans mặc đồ rất là thoải mái, phối đồ đôi này rất là đẹp, không có gì để chê luôn. Phối đồ đôi này rất là ok, rất là đẹp, mình rất là thích đôi này luôn, cực kỳ thích. Phối đồ rất là đẹp này nọ, chữ ngứa. Thì các bạn đều biết, ai cũng sẽ biết là van này, van mình custom, Fear of God. Thì đây chính tự tay mình custom bằng bút xóa nha. Đây là cái đôi mà mình cày hơn cả cái đôi Chuck Taylor kia nữa. Kiểu như các bạn thấy cực kỳ dơ, mang bên trong nó rách luôn. Các bạn thấy cái phần da đây nè, rách luôn, nhưng mà mình vẫn mang. Các bạn thấy cái phần logo nó bị chóc ra luôn nè, xúc chỉ rùm la đó, nhưng mà mình vẫn mang, mình vẫn rất là thích mang đôi này và mình không muốn mua đôi mới của đôi này. Mình không nghĩ là sao, nhưng mà mình rất là thích, rách rứa rùm la nhưng mà vẫn thích mang đôi old school này. Mình không thích mua đôi mới của đôi này, mình vẫn mang đôi này. Trên này đôi này mà mình mang đến nỗi mình không mang được nữa thì mình mới kiểu như chấp nhận mua đôi mới thôi, chứ mình vẫn thực sự vẫn thích mang đôi này hơn là mua đôi mới. Yeah. Và nó sẽ là bạn đồng hành của mình rất là dài nữa. Và đôi đặc biệt sẽ là cái đôi nằm ở cuối cùng. Thì đôi này đối với các bạn nó sẽ không đặc biệt gì cả, nhưng mà nó sẽ rất là đặc biệt đối với mình. Đây là đôi chất 1. Mình mang rất là nhiều, nhưng mà mình giữ cũng rất là kỹ. Mình mang rất là nhiều và các bạn thấy mình giữ kỹ đến nỗi mình độn giấy mà để cho cái form nó giữ đẹp vậy. Thì cái đôi này đặc biệt đối với mình á, các bạn nhìn ở cái mũi,
các bạn thấy không? Từ từ. Nhiều quá. Thì đây là cái đôi giày số 1 navy bình thường thôi các bạn, ra tiệm các bạn thấy. Nhưng mà các bạn nhìn cái mũi 6.28. Ở đôi này cũng vậy, 6.28. Thì nó đặc biệt với mình á, một bạn đã phải lặn lội kiểu như rất là ý nghĩa với mình. Câu chuyện này là kiểu như mình liên quan tới mình thôi, cho nên là bạn nào muốn nghe thì cứ tiếp tục nghe. Thì bạn này đã phải kiểu như sáng sớm bạn nó đi Vũng Tàu, đi sáng đi chiều về, thì buổi tối mình có hẹn bạn nó ra kiểu như ngồi đi chơi uống nước nói chuyện này nọ với đám bạn của mình thôi. Thì bạn nó phải đi từ Vũng Tàu về tới thành phố và bắt xe từ quận Tân Bình, là nhà bạn đó, từ quận Tân Bình bắt xe đi tới quận 3 hay quận 1 gì đó để mua được đôi màu này, size này của mình và để tặng cho mình. Thì mình đã kiểu như mình kêu ê sao đi mà lâu quá vậy rồi này nọ, mình hối nhịp, mình hối rất là nhiều. Và thực sự mình không biết là bạn nó đã đi xa như vậy để mua được đôi này tặng cho mình. Tới nơi thì bạn mới nói là bạn nó phải đi như vậy đó để kiếm được đôi này tặng cho mình. Tại vì lúc đó là cũng lâu rồi, 2 năm rưỡi, 3 năm gì đó. Thì mình rất là thích đôi này và bạn nó cũng đi kiếm cho mình và mua cho mình, tặng cho mình. Và mình kiểu như lúc đó mình không biết nói gì luôn á. Bạn nó kêu em tặng anh nè, rồi mình chỉ không mở, mình không mở hộp luôn. Mình chỉ kiểu tại sao phải đi như vậy tặng cho anh, rồi mình không biết nói gì luôn, ngoài từ cảm ơn. Rồi cầm, lúc mà cầm đôi giày về á, mình không có nói cho bạn nó biết, nhưng mà lúc mà cầm đôi giày này về tới nhà mình khùng đi tới nỗi mà mình ôm nó mình ngủ luôn á. Không ngờ mà kiểu như mình rất là sốc khi mà bạn nó phải đi như vậy để tặng cho mình đôi này. Và thực sự mình rất là quý đôi này. Nếu mà có cháy nhà hay là này nọ kiểu, thì đây là cái đôi mình sẽ ôm ra đầu tiên. Yep, và mình đã tự theo nó lên. Không phải mình tự theo, mình thiết kế trên máy rồi mình cắm USB vô cái máy theo và mình đưa lên in. Thì yeah, đó là tất cả các bộ sưu tập của mình. Thì nó không có hit nhiều và nó chỉ là vậy thôi. Và mình sẽ còn tiếp tục update cái bộ sưu tập này của mình nữa. Và mình mong là mình sẽ có nhiều thêm giày hit nữa, để mốt mình sẽ có làm một cái collection của mình. Và mình sẽ quay thêm và cho các bạn xem, chia sẻ thêm những câu chuyện đằng sau đôi giày đó. Yep, và Hi Hero, peace. I got broads in Atlanta, just to be in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Đây là cái đống bừa bộn. Bây giờ phải dọn nữa.